Việc một người phụ nữ mong cầu cuộc sống đầy đủ an nhàn ấy chẳng có gì là sai cả. Đúng. Nhưng mà không có nghĩa là phải sống dựa dẫm và lệ thuộc vào người khác. Em nghĩ đi. Tất cả những thứ thuộc về bây giờ ấy, có cái gì là của em không? Em sẽ giành lấy những thứ em xứng đáng được hưởng. Anh Sơn yêu em và anh ấy sẽ phải bỏ vợ. Bớt đảo tưởng đi. Có thể là anh ta sẽ làm theo ý của em. Nhưng mà em có nghĩ đến cái cảnh rồi anh ta sẽ bỏ em rồi đi cặp với một người con gái khác? Giờ anh mới có khách quen đấy ạ. Qua đây là ở chỗ chung cư anh làm ấy. Tính hơi bàng ngơ. Trai yêu đương kiểu gì cứ cãi nhau là lốc. Con gái con lứa lạt nhè đấy chết. Bố nó cứ cẩn thận đấy, dính vào những loại người đấy lại gặp rắc rối. Dính vào mắt đây đàng hoàng số 1 Việt Nam thì người ta cứ nhắc thế không thừa. Con gái thời buổi này kinh lắm, rảnh ra cái mất chồng như chơi. Mất chồng như chơi còn nghe răng là cười đó. Bắt đây nó. Bắt đây nó. Chạy được nữa không? Mày biết chị là ai rồi chứ? Làm người tử tế thì không muốn, lại thích nằm ăn sẵn à? Tôi về sao không có gì cả. Câm mồm. Tao nói để cho mày biết, tao mà đã đến đây rồi thì mày đừng có cãi. Muốn kiếm được nhiều tiền thì chịu khó lao động vào. Chồng tao mà có là cái loại bỏ đi thì cũng phải do chính tay tao vứt. Đừng hòng có lao động vào, hiểu chưa? Thằng này mày cứ đừng có nguyên thuyên đi. Vừa nãy cô Thu đã khẳng định nó là em gái của anh Hùng rồi. Đấy là cô Thu nói. Nhưng mà cô Thu chả bảo là con đấy tên là Nhung mà. Nhưng mà có ai biết họ là gì không? Hả? Liệu nó có cùng họ với anh Hùng hay không? Mà có cùng họ đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là anh em ruột cơ mà. Hơn nữa nhá, lúc con đấy nó đi qua, tôi thấy mùi nó thơm nức, chả có cái tí liên quan nào mùi của ông Hùng. Đúng rồi, bọn tao con gái này nhìn phát biết ngay cái váy nó đang mặc kia kìa, hàng hiệu đây. Chuẩn chuẩn, lương tháng của ông Hùng không mua nổi cái câu váy của nó. Tao trông nó cũng xinh nên chắc chắn là không xinh bằng tao rồi. May ra nhìn trông nó còn sang chảnh một tí. Thế nhưng mà cái mặt của nó dài thuột ra. Mà ông Hùng là mặt vuông cơ mà, chả liên quan.